Rồi, trà đây. Nói chung không tuyển trái nên là trái to lắm. Đó, tiếp theo sau những cây bên cạnh nha, các bạn nhìn cái dàn lá này, lấp lấp lửa, trái để hơi nhiều không tuyển thôi. Nói về độ đẹp thì có một trái hơi méo, còn bên trên nha anh em nhìn nha. Rất là to. Đi mà nói về độ trái to là cái vườn này là trái to. Cũng đi cali cao nhưng mà làm được cái dàn lá khỏe. Cái vấn đề là làm được cái dàn lá khỏe này thì họ chăm trái rất là dễ. Các bạn nhìn nha. Đấy. Gớm mặt chưa? Gớm mặt chưa? Đây, cây xa xa kia mình zoom cho các bạn đi nha. Ok, đó là hai cái mùi luôn. Wow. Cái bộ lá, cái bộ lá là cái quan trọng. Chào anh em ta nha. Cái bộ lá thái cũng đẹp lắm. Quay xong mu mình sẽ quay thỏ cho anh em coi luôn. Đây, mu sang đây. Đấy, to kinh khủng. Quá trời. Đấy nè. Ba cây mấy. Tiếp nha, cây nào như cây này. Cái bộ lá to bự. Đấy nè. Như con heo. Bắt đầu già rồi, trái trên ngọn nhìn to như trái thái các bạn. Mấy trái trên trên ngọn này kìa. To kinh khủng. À, quả trái thái. Cũng đẹp. Nói chung là đẹp. Mù mà tuyển trái cũng là thành hoa hậu luôn. Trái cũng tròn đẹp lắm, đều hộp thế. Ông bà nhà Ni mình rất là giỏi. Tại năm nay mà được như này là còn ngon mà. Đây là vườn Black Thorn. Cây lớn và số lượng lớn. Năm nay thì làm không được đạt lắm. Già, cực già luôn nè. Mất mùa. Black Thorn năm nay vườn làm hơi bị mất mùa. Chứ tạng cây này là 2 đến 3 tạ là nhẹ nhàng luôn á. Loại này nó đậu trái như cau á. Việt Nam mình có nhiều người đi rất là trước. Vườn này là Black Thorn và Moussang King. Wow. Idol hay idol à, chú Vũ, idol hay là idol. Chiều nay mình về mình cắt Moussang King Đắk Nông nha các bạn. Còn bây giờ thì đi ngắm vườn Black đây này, cây mu này cũng khá là lớn. Và lượng trái tuy không nhiều thôi.
Đây chủ vườn thì chơi theo kiểu Malaysia, làm cái lưới hứng để bán hàng rụng. Chơi kiểu này hơi vất vả đấy, nhưng mà